Tiếp theo thầy giải với câu 172. Câu này thì giải theo kiểu ước lệ nó vậy thôi chứ giải đúng rồi chưa có cái cách giải. Thì cái phương trình này nó hỏi có bao nhiêu nghiệm thực trên cái đoạn này. Cái phương trình này đó thì nếu như mình đặt t bằng sin thì là t nó thuộc cái đoạn từ trừ 1 đến 1 và phương trình nó trở thành là 2019 2019 mũ t trừ t rồi trừ cho căn bậc 2 của 1 cộng t bình. Bởi vì cái 2 trừ cos bình đó là nó bằng 1 cộng cho 1 trừ cos bình, mà 1 trừ cos bình thì nó bằng sin bình tức là t bình. Bây giờ mình xét cái hàm số này. Xét cái hàm số này. Thì mình thấy là F0 nó bằng 0. F0 nó bằng 0. Và nếu mình tính đạo hàm đó, thì cái đạo hàm này nó có nghiệm là vào khoảng là trừ 3, trừ 0,31, trừ 0,31. Và cái hàm này đó là nó nghịch biến trên cái khoảng từ 1 đến t0 và đồng biến trên khoảng là từ t0 đến đến 1. Và cái giá trị tại điểm t0 đó là bằng trừ âm 0,64. Như vậy thì nếu mà cái đường thẳng y bằng 0 đó, thấy không? FT mà bằng 0 đó, thì nó sẽ cắt cái đồ thị này duy nhất tại một cái điểm, tại một điểm chỗ cái nhánh này thôi. Và cái nhánh này ngay cái điểm điểm đó nó chính là ngay cái điểm t bằng 0. Như vậy thì có nghĩa là cái phương trình FT bằng 0 có duy nhất một nghiệm trong khoảng trừ 1, 1. Mà với t bằng 0 đó thì mình suy ra sin x bằng 0. Mà sin x bằng 0 thì x bằng k pi. Thấy không? Mà x bằng k pi mà x nó cho trong cái đoạn là từ trừ 5 pi đến 2019 pi. Vậy thì mình cho cái x nó nằm trong cái đoạn này. Thì ở đây nó mình sẽ được là k nó sẽ nằm từ trừ 5 đến 2019. Như vậy thì nếu như mình lấy 2019 trừ cho trừ 5 cộng 1 thì được 2025. Vậy thì có 2025 k cho nên có nghĩa là có 2025 x. Do nên chỗ này mình chọn nó B. Thì cái cách để mà chứng minh đó cái thằng này nó đồng biến thì thầy ở đây thầy mới tìm được cái cách để chứng minh cái thằng đạo hàm của thằng này đó. Đạo hàm của thằng này là nó dương với mọi t dương thôi. Với mọi t từ 0 đến 1 thì nó dương. Còn t mà từ trừ 1 đến 0 thì nó có một khoảng âm khoảng dương. Đúng không? Thì khi mà thầy vẽ cái đồ thị của hàm số này lên. Vẽ cái đồ thị của hàm số, các em tham khảo đồ thị của hàm số này. Ví dụ như thầy vẽ cái đồ thị của hàm số y bằng trừ rồi trừ trừ căn bậc 2 này thì các em tham khảo thử nha. Thì bây giờ em nhìn thấy cái đồ thị của hàm số này. Và x nằm trong cái khoảng là từ trừ 1 đến 1. Từ trừ 1 đến 1. Thì
mình thấy là nó có một cái khoản là nó đồng biến, là đồng biến trên khoản này và nghịch biến cho khoảng từ trừ một đến từ trừ một đến cái điểm này là khoảng âm 0,31, đúng không? Cho nên rõ ràng cái hàm số nó sẽ nghịch biến trên cái khoảng từ trừ một đến t0 và đồng biến trên khoảng là t t0 đến đến một, và nó chỉ có cắt cái trục vành tại duy nhất một điểm thôi, t0, rõ ràng như thế. Nhưng mà ở đây đó, cái lời giải của cái đề này là của Sở Giáo dục Lào Cai 2019, và lời giải của tác giả này đó thì nó cũng đặt t bằng cái hàm sin. À, đây là lời giải nè. Thì đặt t bằng sin thì nó đặt cái hàm ft, thay vì mình chuyển cái với phải sang với trái thì cái này nó chuyển với trái sang với phải luôn. Hàm ft là nó chứng minh cái hàm ft là nghịch biến trong cái khoảng này, thì cái f phẩy t này nó nhỏ hơn không trong khoảng này là không chính xác, tại vì nó có một cái khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, không? Nếu như thầy đổi cái dấu này thành dấu trừ nè. Đó. Rồi chỗ này thầy đổi thành dấu cộng. Cái đồ thị nó như thế này chứ. Đồ thị như thế này. Thấy không? Vậy thì trong cái khoảng từ từ trừ 1 đến đến cái t0 đó là cái hàm này nó đồng biến. Rồi từ cái khoảng t0 đến đến 1 thì hàm nghịch biến. Tuy nhiên là trong cái lời giải của cái câu này đó, ở trong cái tài liệu gốc của nó là nó giải nó cái hàm này nghịch biến, nhưng với mọi t thuộc cái đoạn này là sai. Thấy không? Cho nên đến đến giờ này thì cũng chưa có cách giải. Thì chỉ giải theo kiểu ước lệ là sao? Là tính f phẩy bằng 0 rồi giải ra, bấm shift son tìm được cái nghiệm t0, chứng minh cái nghiệm t0 này duy nhất. T0 duy nhất thì cái này cũng giải ước lệ thôi, tức là với t nằm trong khoảng này thì mình sẽ bấm f phẩy t, thì mình dùng cái bảng bảng giá trị trong cái máy tính đó. Bảng giá trị trong máy tính thì mình chứng minh là cái hàm này á, là đạo hàm của nó là nó âm, và cho nên là chứng minh cái nghiệm duy nhất chỗ này á, là chưa có chặt chẽ, ngay cả cái đề gốc trong cái bản gốc nó cũng chứng minh chưa chặt chẽ thôi. Và với những cái câu chưa chặt chẽ như thế này thì những cái đề chính thức của bộ thì nó không có ra. Đấy. Bây giờ mình giải câu 173 thì nó cũng cho một cái hàm liên tục, và đồ thị này là đồ thị của hàm đạo hàm. Nó hỏi số điểm cực trị của cái hàm số này là bao nhiêu. Thì ở đây đó, em sẽ đặt cái hàm gx nó bằng là f x trừ 2017 trừ 2018 x rồi cộng 2019. Thì khi em đạo hàm hàm g thì nó ra f phẩy của x trừ 2017 thì tất cả trừ cho 2018. Thì bây giờ cái phương trình mình lưu ý là cái phương trình f phẩy x mà bằng 2018, f phẩy x bằng 2018. Cái này tôi giải sai, bằng 2018 thì cái chỗ này đó là x nó phải lớn hơn 2 mới đúng, x không lớn hơn 2, lớn hơn 2. F phẩy x trừ 2017 mà bằng 2018 thì tương đương là x trừ 2017 là nó lớn hơn 2, tức là nó sẽ cắt cái nhánh trên đây nè. Ở đây tôi tính nhầm cho nên là tôi vẽ cắt cái nhánh đây. X bằng y bằng 2 trừ, cái này là y bằng trừ 2018, còn cái nhánh trên đây là y bằng 2018 nằm ở trên đây. Để tôi vẽ lại cái hình này. Là đây, bây giờ em lưu ý là cái khi mà cái mình vẽ cái nhánh này dài đến 2018 thì cái đường y không y bằng 2018
Thì khi mà mình kéo cái đồ thị này đến cái tới vô cùng, tới cái điểm chỗ này là 2018, thì rõ ràng nó cắt cái đường y bằng 2018 tại một cái điểm mà ít không, và ít không này nó lớn hơn 2. Và khi mình giải ra tiếp thì ít trừ 2017 nè là nó lớn hơn, nó bằng ít không, với không lớn 2, cho nên là ít nó sẽ là ít không cộng 2017. Thì rõ ràng là cái y phẩy nó luôn nhỏ hơn cái g phẩy ít, là luôn nhỏ hơn không với mọi ít, nên là nó nằm bên bên trái cái điểm ít không, và g phẩy ít nó lại lớn hơn không với ít, là nó lớn hơn cái điểm ít không cộng 2017 này. Có nghĩa là cái g phẩy nó chỉ đổi dấu một lần khi đi qua cái điểm ít không cộng 2017 này thôi. Cho nên cái hàm số y bằng gx này nó có đúng một cực trị thôi. Cho nên chỗ này mình chọn đáp án A, cái câu này mình chọn đáp án A. À, tiếp theo là cái câu 174. À, hàm số f này nó đồng biến, nó có bảng biến thiên như thế này. Thì bây giờ mình tìm m để cái phương trình này nó có nghiệm trên cái khoảng trừ vô cùng đến 1. Thì với x mà thuộc cái khoảng từ trừ vô cùng đến 1 thì cái thằng t bằng 2x á, thì nó sẽ thuộc cái khoảng trừ vô cùng đến 2. Bởi vì nếu x bằng 1 thì 2x nó sẽ bằng 2. Như vậy thì cái phương trình nó trở thành là f bình phương t trừ cho 2ft trừ cho m trừ 1 bằng 0. Phương trình này mình đặt là phương trình số 2. Và mình sẽ đặt f u bằng ft, vì t thuộc cái khoảng từ trừ vô cùng đến 2, cho nên là cái u này nó sẽ đi từ 0 đến cộng vô cùng. Đúng không? Thì mình thấy là nếu mà cái thằng x mà đi từ trừ vô cùng đến 2 thì cái fx là cộng vô cùng đến 0. Từ 0 đến cộng vô cùng. Đúng không? Vậy thì nếu mà t từ trừ vô cùng đến 2 thì ft bằng u nó sẽ thuộc cái khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. Cho nên cái phương trình này đó, phương trình này trở thành là cái gì? U bình phương trừ 2u trừ m trừ 1 bằng 0. Phương trình này phương trình số 3. Thì phương trình đã cho mà nó có một nghiệm trong cái khoảng trừ vô cùng đến 1 khi và chỉ khi cái phương trình 3 này nó phải có nghiệm trong cái khoảng 0 đến cộng vô cùng. Nếu mà cái nghiệm của nó nằm trong khoảng 0,3 0,3 thì cái mỗi u nó ra 2 2x, còn nếu mà nó lớn hơn 3 thì mỗi u nó ra ít thôi. À, mỗi u nó ra 1t và mỗi t nó ra 1x. Thì bây giờ cái phương trình 3 đó thì mình sẽ quy về là một cái hàm theo u và một cái hàm hàm hằng với tham số m. Thì cái hàm theo u đó là cái hàm bậc 2, mà cái hàm bậc 2 này đó thì cái hàm bậc 2 này hàm bậc 2 thì mình có thể mình vẽ cái bảng biến thiên mà khỏi cần cái g cái đạo hàm nó cũng được. Đấy. Thì ở đây đó thì em thì cái hàm bậc 2 là mình lưu ý là đồ thị nó là cái parabol như thế này. Quan trọng là mình coi cái đỉnh của parabol nó có nằm ở trong đây không. Mà muốn xác định cái đỉnh của parabol đó thì em có thể bấm máy như thế này. Mod 9 2 2 dương giải phương trình bậc 2 vậy đó. Thì 1 trừ 2 trừ 1. Thì ra nghiệm thứ nhất là 1 cộng căn 2. 1 cộng căn 2 là thuộc cái khoảng này. Và nghiệm thứ hai là 1 trừ căn 2 không thuộc cái khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. Và cái giá trị nhỏ nhất nó chính là cái x cực tiểu của cái hàm bậc 2 này đó là bằng 1, 1. Và y cực tiểu của nó bằng trừ 2. Cho nên là cái hàm bậc 2 u bình phương trừ 2u trừ 1 là nó đạt cực tiểu tại x bằng 1. Và cái bảng biến thiên nó như thế này. Thì từ bảng biến thiên đó mình suy ra được là cái thằng thằng GU là lúc nào nó cũng lớn bằng 2. Cho nên là cái phương trình mà GU bằng M đó
là nó có nghiệm khi và chỉ khi m từ 2 trở lên. À, vậy thì đáp án của mình là m từ 2 trở lên, mình chọn đáp án B. À, câu 174 này đáp án B.